hacker liên hệ mình nha. Đây các bạn nhìn nè, nó không phải nó rụng đâu nha. Đây mình đi gần coi, nó mọc bên gần ở dưới á, sát đất luôn nè, thấy ham không, chùm chùm luôn nè. Đây là chanh không hề có phân thuốc luôn nha. Đây nè, nhìn thấy em nó xấu xấu đi chứ là ngon lắm đó nha, không hẹt, nước rất là nhiều luôn, rất là thơm. Cái này là mình khuấy chanh là uống rất là thơm ngon nha. Chanh cực kỳ có ích với người tiểu đường nha các bạn. Mình có ích tác dụng như thế nào thì mình lên mạng mình search nha. Ở chanh không hạt đó, trái rất là to. Do cái giống chanh như thế chứ mình không có phân thuốc gì hết. Giờ mình đi lại kia. Cây này là ở bên mình có ít chanh thôi chứ không có nhiều. Ai ai cần chanh inbox mình nha. Giá đảm bảo so với chợ là rẻ hơn nha. Mình ra tận nơi luôn nè. Chanh không hạt. Đây, nhà thấy không? Đó, cái sức sống rất là mãnh liệt, thấy không? Cái cây này nó ít lá nhưng mà có cái trái rất là to đó. Đó, kìa trên đó thì mọi người thấy không? Chanh không hạt này nó có cái gai. Đây, gai nó gai nhỏ chứ nó không có gai to. Chùm chùm nha cả nhà. Mình có chanh có hạt nữa nha. Chanh có hạt. Ở chanh có hạt thì mình dùng để nặn vô trong súp mà mình ăn đó. Ví dụ như mình ăn phở, ăn mì gói, mì tươi, mình muốn có cái vị thơm chua chua hay chua chua của chanh thì mình có thể nặn cái chanh có hạt. Chanh có hạt thì nó thơm. Nó thơm mà nó ít, nó thơm nhẹ và nó ít nước hơn, nó sẽ làm không có mất cái vị của nước súp của mình, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái vị chua chua, thơm thơm, hơi thơm thơm chanh. Còn cái loại mà chanh không hạt này là mình dùng để chuyên để uống nước, nước chanh đó cả nhà. Đặc biệt là không có không phân thuốc mà mình cắt nè. Chanh có hạt mình cũng có nữa. Chanh 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 đi mọi người ơi. Mình không có nhiều đâu. Mình quay cho mọi người xem, thấy không, nãy giờ được chắc khoảng chừng 2 kg chứ gì. Bởi vì chanh này nó to đấy mọi người. Một trái chanh vậy nên mình cũng uống 2-3 lần đó. Rồi 2-3 ly. Và chanh này do nó không có phân thuốc cho nên là mình xẻ ra xong rồi bắt đầu mình để tủ lạnh, mình để vô bọc rồi mình để tủ lạnh, mình vẫn bảo quản được bình thường. Thậm chí là còn người nhiều người nó, người ta dắt đi chai sẵn đó, người ta để vào ngăn mát, rồi khi nào cần người ta dắt vô chai sẵn, thêm đường thêm muối sẵn, khi nào cần ăn cần uống đó mình lấy ra mình uống đó. Nó mọc cái cành, cái nhánh này nó bị gãy rồi, nhánh này nó gãy hay gì, nó gãy hay gì mình nó xà xuống đất như thế này nè. Này nó bị da cám, da cám này mình về vườn nha. Có mai có dừa nè, bên kia nguyên hàng dừa đó cả nhà thấy nha. Đứng trên chân chỗ khi mình có cắn hay đâu quá đi mới được. Đây là mai, trước mặt mình là mai. Mai cả nhà. Muối thôi.
Không được, cháy tay luôn á, thực hành đốt lửa chàng. Ai giờ mình đi bên kia mình cho cả nhà coi cái bồn dừa bên kia nha, có đủ mấy trái hàng này tèo nè, tại vì nó đủ giờ nó lúc đầu lúc mà mới trồng nó ngọt ngon xịn, sau này cái làm như nó xịn sượng nên bây giờ mình không có trồng đủ nữa. Giờ bắt đầu vừa tấn lên vừa lùng, vừa xiêm lùng nhóc nè, cao ốm cả nhà thấy không? Nắc nắc đi đi, trời chứ mưa, mưa giận dữ luôn, quá quá chuyển này, mình phải tranh thủ thôi, là mình vô vườn dừa nha. Mấy cái này cái nhà biết gì không? Ngon gai á, nhảy tốt à, nhảy lên giống như cỏ vậy. Lúc trước có đậu rộng nè, giờ còn vài lá đều đều, bây giờ nó có cái bùn ngót phấn lên nè, ra bùn ngót rất là tốt. Mùi ngót cái này là đọt nhãn lòng, nhãn lòng có nhiều người không biết ăn đọt nhãn lòng, không biết ăn đọt nhãn lòng, nên cái nhà coi là mình bắt đầu mình quay tới cái bùn dừa này. Trước khi tới bùn dừa mình quay chỗ này chỗ kia nha, cái này là cái bông ngò gai này cả nhà. Cái bông ngò gai thật ra nó giống như là cái lá vậy, mình đụng vô nó đau lắm, nó có gai. Cái gì con? Đây là cái gốc dừa xiêm lùng, không thấy bông trái gì trơn vậy, ở trong kia bông trái rồi cả nhà, ở trong kia á. Giờ mình đi qua, trước khi qua làm bước qua nguyên cái bụi ngò gai nè, gai không luôn á, gai đào nó không luôn á, nè bước vào bên đó đó, nó có nó có bông. Bây giờ bước trước mặt nữa nè, coi này cả rừng nè cả nhà, cả rừng ngò gai. Mình đi đó, đi né mấy cái cọng rau muống nè, đi né mấy cọng rau muống nữa, cái gì con? Nó muốn bò lẩn ngoảnh rồi, cái lá dừa này nó bị
Nhưng cái dãy này mình đi tuốt vô trong kia không biết nó có bông không, thôi trở ra đi cho chắc ăn coi nè cả nhà thấy không, trước mặt toàn là hồ gai không đó. Đây đường đi nè, không đi được rồi. Cái mà xanh 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 trước mặt mình đó là ngò gai không đó cả nhà. Rồi bây giờ đi vô trong này á, thì sợ không dám đi. Bây giờ tìm cách thôi, giờ đi ngược trở ra lại. Thật ra có một cái con sâu mà mình rất là sợ, nó y như con sâu lông vậy đó, mà xung quanh nó toàn gai không, lỡ mà chạm vô nó một cái là tê tới chiều luôn đó, nó ngộ lắm. Nhưng mà có một cái là đặc trị nữa nè, nước mình đặc biệt là cái dung dịch nước bọt của mình ngổ ngay chân cái chỗ mà vết mà nó bám vô tay mình đó, nó không có cắn làm gì chứ, tự động vừa chạm nó là mình đau liền, đau buốt luôn. Bây giờ mình kiếm đường đi qua, bắt đầu là mình chỉ còn nước là mình dít nó ra khỏi cái tay mình, xong rồi bắt đầu mình nhỏ nước bọt vô, tại vì mình đâu có phóng xuống nước mình lấy nước liền được, chỉ có nước bọt thôi. Thì cái nước bọt đó thì mình thấy nó rất là hay, nước bọt của mình đó, nó làm cho giảm tê tay liền đó. Bây giờ cả nhà coi nè, đây là cái gốc dừa xiêm lùng mà nó có bông nè. Mình cũng hơi mạo hiểm nha cả nhà, thường là mấy cái gốc kẹt này nó có ấy, có cái con dài dài. Hôm trước mình có gặp một lần nè cả nhà, nhìn thấy chanh không, cái chanh nó tùm lum tùm lum hết. Cái giường này là do cái người chủ vườn á là Mr. Lân á ham trồng đủ thứ chứ, mà nó như cái rừng rạp vậy đó, do trồng nó đậm quá đó cả nhà. Đây bên đây là có trái này nè, cái góc bên này nó có trái nè, cái loại dừa lùn này nó lùm sủng mà nó ngộ lắm cả nhà, nhìn thấy không nè, cái tay của mình nè, mình chỉ nè, ngay tay nè, cái mình đo nha, đây 1, 2, 3 khoảng 3 tấc tay à, cái thân ở dưới có 3 tấc tay à. Lên đây chút xíu, lên đây khoảng 4-5 tấc nữa nó có cái trái dừa nè, mình hái được nè, ngay tay mình luôn nè, gọi là dừa xiêm lùng. Này là mình trồng tự nhiên luôn, không phân thuốc gì chân, mang tiếng trồng trồng đi chứ mình toàn xịt nước không à, không có quá nhiều thứ, không có chăm sóc được nó nữa. Thử ra không biết nó ngọt không, giờ nhờ đất mẹ thiên nhiên thôi đó. Kế bên này cái con kinh nhỏ nha cả nhà, cái này là do nhà mình đào đất đó, nó ra cái con mương nhỏ như thế này nè đó, nước coi tự nhiên dưới đó, nước sạch, dưới đó có cá vô ra nữa đó cả nhà. Mà chịu khó ngồi câu cá cũng có cá ăn nữa đó, dưới đó giường này là không thiếu rau ha, cá thì phải mất thời gian câu chút có cá ăn liền. Rơm nè, mình chụm lên mình nướng. Cuộc sống hoàn toàn thiên nhiên, với những họ ai không thích vướng bận tiền bạc thì đó về đây sống khoảng thời gian xả stress, không con không cái không gia đình nó về đây sống sướng nè, có con cái có gia đình thì bận lo rồi. Cả nhà thấy không, yên tĩnh, rất là yên tĩnh. Tách rời với mọi thứ,
Tuy nhiên thì cũng gần những cái ở đây cũng gần nhà của anh ta đó. Ai mà hát karaoke thì mình nghe dân dẳng vậy đó. Thì cả nhà thấy cái lá này đậu rồng, đậu rồng giờ mình bỏ vàng rồi, dẹp mấy cái vàng đậu rồng rồi. Bây giờ mấy em đậu rồng mà còn sót lại cứ bám lên trên cây này cây kia sống tạm bợ vậy. Cả nhà thấy trồng dừa mà kế bên đó là cái gì biết không? Chanh. Mình không biết là dừa này ngọt không luôn nữa đó nha, hay là nó chua như chanh không biết nữa đó. Đây, đây cái chanh cái đây ha, đây cái dừa chính giữa đây, đây dừa đây gốc dừa, kế bên gốc chanh đó, mình đâu nói sai nè nè, đó gốc chanh đó, xong cái kế bên này gốc dừa, rồi đây gốc chanh, mình không biết, chưa ăn chưa uống thử nhưng mà đảm bảo là dừa này rất là mát. Bởi vì nó không có phân thuốc gì hết, hoàn toàn tự nhiên, không có cái gì hết. Rồi bây giờ mình chui ra. Cái này cũng không chăm sóc gì luôn nè, cả nhà thấy không? Để tự nhiên nè. Muốn làm gì hết á. Làm đâu kịp đâu làm. Nhiều thuốc quá mà. Làm mình nên sơ sẩy. Trồng chi mà nhiều quá trình luôn, nhìn tới cọp luôn đó. Bên kia đó, cả nhà thấy xoài không? Đó, bây giờ xoài nè, đó mình quay cho cả nhà coi xoài nó lên rồi đó. Xoài. Xoài đó là mình phải bao lên đó. Lu bu. Không biết, nói chung là mình không có cái niềm đam mê gì cái việc mà mình trồng trọt mà nhiều thứ lu bu gì, mình chỉ thích cái gì một thứ một thôi, rồi mình tập trung một thứ một mình trồng, mình bán. Mình vừa ăn mình vừa bán. Nhiều quá chứ nhiều thứ nè. Ở nhà thấy ông này là lỡ rồi. Bây giờ ông chồng mình không biết sắp tới cái hướng giải quyết cho cái giường này không thì mình không biết nha. Bây giờ mình thấy nó bu bu quá nè. Ở đây nè, cái này thấy cá không? Đó, cá đó. Chịu khó ngồi câu chút, mất thời gian chút có cá ăn nè. Thấy cả nhà, có cá lên. Quá chừng luôn. Đó, đó, đó. Nhảy múa. Cá nó cá gì vậy anh? Cá tra hả? Cá tra cả nhà. Cá tra. Cá tra hả? Đây. Rau bùn ngót nè cả nhà. Ngon. Có ai liên hệ mình thích về đây tham quan một bữa tặng miễn phí rau bùn ngót nha. Đây rau bùn ngót nhóc hết trơn nè. Quán nào cần ngò gai liên hệ mình luôn nha. Đây ngò gai tự nhiên luôn nè cả nhà. Nó mọc. Mình trồng có vài bụi là nó nhảy nè. Bởi vì vườn của mình kế bên nước nè, cái nguồn nước tốt nè cả nhà. Đó, cái nguồn nước như thế này đó, cho nên là đất lên tốt. Mình không có bón phân ha. Nhưng mà mình sợ là mấy cái cây ăn trái ngoài kia từ từ nó lớn lên nó hút cái chất dinh dưỡng cái đất. Đây nè, rau má nè. Rau má với ngò gai thì trồng chung nè. Thu hoạch cực. Lựa ra đó cái nhà, mình phải lựa ra. Chỉ có cái này thì mình cắt thành bụi, từng bụi nè. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi qua bên kia ha. Mình quay tiếp tục nè, cái nãy là cái trong kia. Bây giờ ngoài này là cũng có dừa nè. Dừa này cả nhà thấy không? Để nó lùm xùm luôn. Đây dừa đây, cái gốc nó rất là to luôn á. Cả nhà có thấy nó to không? Đây, nhìn nè. Mình có rễ mọc lên đây luôn nè. Nhìn đó. Giờ từ bên đây 1 2 3 4 coi như là hơn 4 tấc tay một cái giờ bên đây thôi, bên kia 4 tấc nữa, cái này là một người ôm sợ không hết đó. Chanh nữa nè, ở kế bên vừa là chanh, mắc cười không, bên kia cũng chanh nữa kìa.
Và vừa mà nhớ còn đem theo cái miếng này nữa. Bún. Bùn ngót nè cả nhà. Chanh nè. Bùn ngót chanh nhìn u luôn, su luôn nè. Rồi bây giờ đây là những cái cây dừa. Mà nó có bông có trái rồi đây nè. Im hơn cả nhà. Ở bên kia nguyên hàng nó cả nhà thấy không? Đó, nguyên hàng dừa nó trái luôn đó thấy không? Dân làm vườn nghiệp dư. Không có chuyên nghiệp. Đó. Nè cả nhà thấy không? Chanh. Chanh. Chùm chùm luôn. Chanh á, trong kia cũng chanh nè, và cám, dừa, kế bên, sát bên chứ không xa, này, đây chanh, đây dừa, lá đi chính giữa, ở nhà thấy không, nghe thấy không, đó, cái góc ở dưới đó nó khoảng chừng, đâu có nhiều đâu. Đúng là vừa xin lùng luôn đó. Để mình chụp hình nha. Bên kia. Vậy mình đi quay cho cả nhà coi ha. Bên kia nó có. Có cái gì đây? Có dừa đây. Wow, mình phát hiện ra có một cái mít. Mít này mít Thái nha cả nhà, rất là ngon, nó không có nhão, nó khô ráo mà nó giòn, về nó cái màu vàng của nó là vàng bình thường chứ không phải vàng nhẹ đậm nha, không phải cái loại mít gì mà chợ mình thấy màu vàng nhẹ đậm không phải, nên mình vàng bình thường thôi. Đây nè cả nhà thấy nha. Dừa bên đây có rồi đó, hơi tối, biết sao tối không, đang chìm mà chuyển mưa đó. Này, này mình có xả này cả nhà, ai mua xả cũng liên hệ mình luôn nha, xả sập luôn nha cả nhà, không có phân thuốc, đâu có làm gì kịp để phân thuốc, chiều nhiều khi không kịp tưới cây luôn, cũng như là tưới bên đường có một bên một đã nhờ người thân tưới tiếp. Vườn ở trong Phú Hòa chạy vô. Còn tụi mình là sống ở Long Xuyên, cuối tuần mới về một lần. Thế là thời gian bên mấy bạn này không có nhiều, chăm sóc cho các bạn không có được nhiều. Đây, dừa đây. Các bạn này có cái đặc điểm đó là cái gốc có chút ép mà cái nè, cái tán lá nè, quá trời nhiều luôn. Trái thì sao thấy cũng không có nhiều lắm, mình tán lá quá trời luôn, rậm rạp nè cả nhà. Bây giờ mình xin vài bạn này ha. Đây. Cảm ơn mấy bạn nha. Đây, mấy bạn này ăn rất là ngon luôn đó cả nhà. Bùn ngót. Nấu cái thịt bằm nè, cũng ngon. Mình nấu không mà. Không có thịt gì hết, ấy ngọt. Không cần nấu bắp luôn, nấu bắp càng ngon càng thơm, mà thường mình không có nấu gì hết, mình đã nấu bình thường thôi, ngon, ngọt, ngọt từ tự nhiên. Đây cả nhà thấy không, cái cao cao lên này đó, cái dừa kế bên kìa, kế bên dừa có bạn bùn ngót đó nên đó. Đây nè, bên đây cũng có nè, mà do mình không có dám đứng gần đó, ở gần đó là kế bên cái bờ mương đó, đã xui xui chợt chân té rồi, không biết bơi khổ. Đây này các bạn vừa xin lùng lúc còn nhỏ cái gì nè cả nhà, cái cây này là cây còn nhỏ nè, cây này lá còn lúc còn nhỏ gì đó, lớn lên cái gì
Hình như là vậy đó, biết phải không ta? Hình như vậy đúng đó, đúng rồi đó nè, vừa xin lụng cái gì nè. Đây nè, bùn ngót xin bạn miếng. Về nó canh ăn. Cái này là một công mấy đất, cần hai công đất nha cả nhà. Mà đó, bây giờ mình bỏ mấy bạn này như thế này nè. Vì sao? Vì tụi mình không có phải là dân chuyên nông nghiệp, mà ông chồng mình ông dám cả ra ông trồng cho một đống thứ như thế này. Ham. Vừa thích kinh doanh mua bán mà lại vừa thích trồng trọt, làm sao có một thân thôi, làm sao chia ra được hai việc khác nhau đi. Đắp bị rơm gì vô trong cái thân dừa này. Mẹ đây nè, đây mình lấy vài lá này. Mẹ đây nè, đây nè, bên đây chờ chút mẹ qua tới liền, đừng có qua mất công lắm. Trên tay mình là một đống bồn ngót đó, cả nhà thấy trái ớt thấy ngon không? Hái thôi, có trái ớt này, ớt nó rất là thơm như thế này, ớt này thơm ngon, thiên nhiên nó cay tinh hồn luôn đó. Được có mấy trái, còn có mấy trái này xanh lè còn sống. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi một buổi chiều dạo xung quanh cái khu vườn nhà mình nha, với các bạn dừa, mít, bồn ngót, ngò gai và các bạn chanh, rau má nữa, rồi mai nữa. Cái nhà có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0974725503, Mr. Luân, anh Luân. Giá này là người ta nói giá tận xưởng, của mình là giá tận vườn. Vườn không phân thuốc, rất là êm nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, chúc cả nhà một buổi chiều cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Đây cái bạn ớt, mình hái mấy bạn ớt cái này. Ở bên đây có cây dừa, cái cây dừa này nó to hơn cả nhà. Đây nè, cái trái dừa này bự hơn nữa ha. Thấp như vậy. Gần tài như xin lùng. Đây bên đó nữa đó. Cái gì mà nó hoang dữ, con gì nữa.